Hôm nay như vậy là làm tiệc tốt nghiệp cho chị và anh Vũ nha. Anh Quang. Tốt nghiệp lại. Tốt nghiệp cho anh Quang, hôm nay anh Quang lại vắng mặt. Cái này là một sai sót của anh Quang nha. Nên anh Quang làm tiệc tốt nghiệp sao thầy? Không, tốt nghiệp sau nữa hả? Thôi được rồi. Hôm nay là đúng đá không? Cho anh Quang đá. Cho tao uống ly đẹp đi chứ trời. Tuyệt tốt nghiệp. Cái ly của em đâu? Ôi giờ tao thiếu ly hả bạn? Em uống bia, uống rượu đâu. Hả? Uống bia thôi. Tìm góc nhiều tranh. Ủa anh Vũ không dùng bia, không dùng rượu. Thôi ba cái rượu này dở. Rượu dở ạt uống gì. Ba rượu dở ạt. Gì anh béo nói gì em nãy uống gì. Thôi anh ơi. Chúc mừng, chúc mừng hôm nay là làm lễ tốt nghiệp cho anh Quan. Hôm nay anh vắng mặt. Dạ. Một cái cũng là một cái thiếu sót của Tiêu Hun. Dạ. Tiêu Hun về nhớ nói với anh Quan hôm nay là tất cả thầy trò là làm lễ tốt nghiệp cho anh mà hôm nay anh quay mặt thì tiếng kìa. Dạ rồi. Không quay tiếng gì hết. Dạ rồi. Rồi hôm sau anh cố gắng vô bơi hiểu không? Dạ rồi. Vậy là tốt nghiệp bơi ếch là đã xong. Đã xong rồi mai mốt rồi rồi với anh. Không cái này là mình coi như mình sẽ nhát đi rồi mai mốt mình làm cái thêm cái tiệc nữa đó. Michael nó cũng hợp lý đó. Dạ. Em mời các anh chị. Vâng. Nó tê hơn đúng không thầy? Nó thơm. Ngon quá đúng không thầy? Nở lỗ mũi chưa? Cái mò đi. Nở lỗ mũi đi.